Lâu lâu mới qua trái đất cắt tóc, mà cái quái gì đây? Trời họ dùng cái gì để cắt tóc đây? À, quán em còn nhiều cái hay lắm. Có khi nào anh đi nhầm hành tinh, không em? Nhầm thế nào được, đây là trái đất mà. Do lâu anh không qua quán em thôi. Giờ có nhiều kiểu cắt mới lắm anh. Anh cứ ngồi đấy mà xem. Anh hơi bất ngờ em à. Trái đất cắt tóc phải chuẩn chỉ, như thế này cơ à em? Vâng anh. Trời kiểu tóc gì đây em? À kiểu tóc mật ong anh à. Lúc nào thèm anh chỉ lấy xuống, ăn là được. Anh sắp phát điên rồi em à. Lại kiểu gì nữa đây em? Kiểu này là dụng hành anh à. Đi ăn phở chỉ việc, cắt cuống ăn là xong. Người trái đất toàn dị nhân à? Bình thường mà anh. Thôi tao về hành tinh của tao đây. Chào anh nha, nay anh đến cắt tóc à? Đúng rồi em, anh ngồi tẹo đã, kiểu tóc gì đây em? À kiểu này lúc nào muốn uống, chỉ cần lấy đá xuống thôi anh. Anh hoang mang quá. Có gì đâu anh, quán em làm như này, suốt mà. Ôi trời lại thể loại gì đây em? À đây là kiểu tóc mới nhất bên em, họ là, bạn không sợ thì tôi dám làm. Còn có kiểu tóc đó nữa à? Có chưa anh, đây anh xem mấy mẫu tóc này có lạ, không, người trái đất bọn em nhiều, cái lạ lắm. Anh nổi cả da gà khi xem cách cắt này. Có khi nào chặt nhầm co em? Anh yên tâm đi. Trời cắt tóc gội đầu mà như đánh, người ta vậy.